đây là đội tuyển quân khu 5 đang ở vị trí xuất phát ở chặng 3 và họ đã bắt đầu chặng thi rất là quan trọng của mình. Trên bảng xếp hạng lúc này thì mỗi đội tuyển của chúng ta thì đang có được một điểm. Đội nào giành chiến thắng trong trận ngày hôm nay sẽ vươn lên dẫn trước đội tuyển quân khu 1, quân khu 2 hay là quân khu 5. Đội nào sẽ cùng với cả hai đội tuyển còn lại của bảng A chính là quân khu 4 và quân khu 9 lọt vào vòng tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau được biết ngay bây giờ. Dù trời mưa có nhiều cái đụng nước đọng lại trên thao trường nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì lớn đến hành động thi đấu của đội tuyển quân khu 5. Và hiện nay các chiến sĩ quân khu 5 của chúng ta vẫn đang tích cực tìm kiếm các cái mìn được bố trí trên mặt đất và đánh dấu để cho chúng ta vượt qua an toàn. Xe tăng mang số hiệu 757 của đội quân khu 5 đã tiến hành cơ động vượt các bãi vật cản theo các cái đường luồng mà đồng đội mình đã chỉ dẫn. Xe tăng của đội tuyển quân khu 5 đang di chuyển rất là cẩn thận và chậm rãi. Còn đây có thể nói là một cái vật cản mà nếu như các đội tổ chức không tốt nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của đội mình, bởi vì các cái bãi vật cản được bố trí là các cái bãi mìn được bố trí tương đối nhiều và các đường luồng thì cũng hẹp, vì vậy nên đòi hỏi đồng chí lái xe tăng phải hết sức chú ý. Chưa hết, xe tăng còn phải lao qua những cái bãi, những cái ụ chướng ngại vật mà chúng ta đã dựng lên để ngăn chặn địch, đúng không? Cũng như thế thì các chiến sĩ của chúng ta sẽ luồn các cái đường hào vào các cái vị trí công sự để đánh trả. Vâng, hiện nay thì xe tăng đã cơ động vượt qua được bãi mìn và các chiến sĩ bộ binh của ta cũng đã cơ động vào vị trí bắn để tiến hành làm động tác ném lựu đạn. Đầu tiên là ném lựu đạn vào các mục tiêu. Vâng, theo như quan sát thì ném quả lựu đạn vừa rồi có vẻ đã vào được mục tiêu. Tôi cũng thấy khói bốc lên từ cái ụ từ công sự hở. Vâng, có lẽ là đội quân khu 5 các đồng chí chỉ ném lựu đạn rất chính xác. Và tiếp theo sau đây là các loại súng như trung liên, SVD và tiểu liên sẽ bắn vào các cái mục tiêu quy định của mình. Vâng, có lẽ khó nhất là vẫn là mục tiêu của súng SVD. Bởi đây vì là trung liên. Đây là trung liên. Kỹ năng bắn trung liên và SVD thì đòi hỏi sự khác biệt gì giữa hai chiến sĩ? Vâng, đối với súng SVD thì vì điều kiện bắn các mục tiêu là thường ở xa và có kích thước nhỏ. Vì vậy nên rất là nhanh. Xe tăng 757 đã đi qua và bây giờ chuẩn bị cứu chữa thương binh, nhưng mà đồng chí có thể chia sẻ tiếp về đối với các cái mục tiêu của SVD thì ở thường bố trí ở cự ly xa và có kích thước nhỏ. Vì vậy đòi hỏi người chiến sĩ phải quan sát thật kỹ và phải ngắm chính xác vào mục tiêu thì mới có thể tiêu diệt được mục tiêu đã xác định. Có nghĩa là một trong những cái phẩm chất cần có ở xạ thủ bắn tỉa chính xác đó là sự bình tĩnh, làm chủ bản thân, đúng không ạ? Không buồn, không vui và giữ nhịp thở rất là đều. Không để các cái điều kiện xung quanh ảnh hưởng đến kết quả bắn của mình. Nếu mà tối hôm trước là có bị từ chối hoặc là được đồng ý với lời tỏ tình thì cũng vẫn phải thanh thản, bình tĩnh như nhau, đúng không ạ? Vâng, đây theo tôi nghĩ đây là một cái bản lĩnh của một người chiến sĩ trong quân đội rồi. Cho dù có hoàn cảnh xung quanh có vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được. Vâng, còn đây là phần cứu chữa thương binh. Theo tôi nghĩ thì động tác vận chuyển thương binh của đội quân khu 5 có vẻ không được nhẹ nhàng lắm. Mặt nhìn mặt thương binh chúng ta chẳng biết được. Trong không khí là đang rất hừng hực chiến đấu nên là có tí mạnh tay thương binh. Đó luôn, đó luôn. Đúng rồi, họ đang nghĩ đến thành tích phía trước bởi vì đây là lúc mà họ đang giành lấy điểm, vì họ đang có một điểm, đúng không ạ? Họ cần phải có một điểm nữa để vọt lọt vào phần tiếp theo.
Và đây là những mét cuối cùng rồi, xe tăng đang tiến hành ôm gốc cua để vào chuồng đúng theo vị trí quy định của ban tổ chức. Đây là xe tăng đã về vị trí và bây giờ là các chiến sĩ chiếc xe tăng sẽ cơ động xuống vị trí đích quy định thì mới kết thúc được phần thi của đội mình. Vâng, có vẻ như là thành viên của một thành viên nào đó của đội quân khu 5 là có vẻ thiếu súng hoặc là thiếu trang bị gì nên là anh đang đi tìm lại. Súng đâu, súng của tôi đâu? Không có. Em nghĩ là thiếu súng rồi. Thiếu súng rồi, anh đi khám lại cái xe tăng. Số 4 sao đấy? Tôi chết rồi. Và đây là số 3 của đội tuyển quân khu 5. Số 3 chính là thiếu úy Nguyễn Ngọc Hiệp. Theo như quan sát của tôi thì vẫn chưa tìm được khẩu súng thưa các bạn. Vâng, và đây là giây phút rất kịch tính mà hết sức bình tĩnh. Thiếu súng là đây là một cái lỗi tương đối nặng trong thi đấu. Và đặc biệt đối với người chiến sĩ thì súng được xem như là vợ của mình và không thể nào còn hơn cả vợ cơ. Vợ còn chúng ta còn xa ra một lúc chứ còn súng thì kề bên mình.